Trong thế giới hoang dã tự nhiên, luôn tồn tại những điều chúng ta khó có thể hiểu hết được. Trong đó, có tình bạn giữa các loài động vật khác nhau, đôi khi những tình bạn đó có thể xuất phát giữa những kẻ đi săn và kẻ bị săn. Hay tình bạn giữa những loài khác nhau về môi trường sống. Tình bạn khác loài của các động vật này không có tình dục, gắn bó, thân thiết, qua đó giúp con người có thêm những bài học, giá trị về cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tình bạn đặc biệt như vậy giữa loài lửng mật và chó sói đồng cỏ. Hãy cùng theo dõi video này để hiểu biết thêm về những thú vị của cuộc sống thế giới hoang dã nhé. Tình bạn đó có thể là thực tế ngoài tự nhiên đang diễn ra, hoặc khi con người nhốt chung những động vật này với nhau. Hay nhờ sự thuần chủng của con người sẽ tạo ra những tình bạn khá thắm thiết, đơn cử với những cặp tình bạn khác loài sau đây mà con người đã ghi nhận được. Tình bạn giữa hổ và dê khi con người nhốt chung hai loài này với nhau sau khi mang chúng từ tự nhiên về. Mối quan hệ này thường là sự gắn bó nhờ vào giao tiếp tương đồng, tương sinh khi tồn tại ở một khu vực nhất định. Đây là tình bạn giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn. Hay tình bạn giữa chó và mèo trong môi trường sống của con người, hai loài này được con người thuần chủng. Chúng được xem là khá trung thành với con người và thuộc những động vật thú cưng được nuôi phổ biến nhất. Một cặp khác là loài khỉ và nai thường gắn bó với tình bạn khá thân thiết trong tự nhiên. Đây là mối quan hệ để tương trợ lẫn nhau trong việc cảnh báo sớm nguy cơ của kẻ săn mồi. Khi hai loài này thường có chung kẻ săn mồi tiềm tàn nhất như hổ, sư tử, báo hoa, chó sói. Ngoài ra, trong thế giới tự nhiên cũng có những tình bạn thú vị khác như giữa loài chó và khỉ, giữa khỉ và hổ, giữa gấu và chó, vân vân mà con người đã ghi nhận được. Tuy vậy, khác hơn các loài động vật trên, loài lửng mật và chó sói đồng cỏ là những kẻ săn mồi khá dũng mãnh, khả năng chiến đấu cao. Chúng gần như không ngán ngại bất cứ đối thủ nào trong tự nhiên, kể cả các động vật to lớn hơn chúng. Nhưng lại trở thành tình bạn khá thân thiết, mục đích tình bạn của chúng là cùng giúp nhau để săn mồi hiệu quả nhất. Với những thông số vừa rồi, chúng ta có thể thấy những điểm tương đồng nhau giữa lửng mật và chó sói đồng cỏ giúp chúng trở thành đôi bạn thân thiết. Thức ăn của hai loài này là những con mồi tương tự nhau, lửng mật và chó sói đồng cỏ thường sống gần nhau, đi săn mồi cùng nhau để hỗ trợ kiếm mồi đạt hiệu quả nhất. Khi những con mồi bị chó sói đồng cỏ bắt không được, con mồi chạy thoát vào hang thì nhiệm vụ lúc này thuộc về lửng mật. Lúc này lửng mật sẽ chạy vào hang, đào bới để bắt con mồi. Lửng mật có thể đào bới một lần xuống khu vực đất từ 2 đến 3 mét vuông. Nếu khi đào bới con mồi lại chạy lên trên thì chó sói đồng cỏ phục kích và bắt con mồi ngay. Hai loài này thường chia nhau thức ăn, con mồi tìm kiếm được gần như không có sự tranh giành thức ăn như các loài động vật khác. Cứ như vậy, tình bạn giữa lửng mật và chó sói đồng cỏ tồn tại xuyên suốt và trở thành đôi bạn thân đặc biệt nhất trong thế giới tự nhiên. Trừ khi vào mùa đông đóng băng thì hai loài này thường xem nhau như xa lạ, vì lúc này chỉ có lửng mật mới có khả năng kiếm mồi, đào bới để bắt những con mồi đang trong thời kỳ ngủ đông, ẩn núp dưới các lớp tuyết dày. Tình bạn giữa lửng mật và chó sói đồng cỏ như trên có thể giúp chúng ta liên tưởng đến sự tương trợ, giúp đỡ nhau của tình bạn ở con người. Tình bạn gắn kết với tính nhân sinh quan rất cao. Trên đây là một số chia sẻ về tình bạn thân thiết giữa loài lửng mật và chó sói đồng cỏ. Nếu thấy video có giá trị, xin quý cô chú, anh chị cho video lượt thích, lượng đăng ký kênh và chia sẻ video đến nhiều người cùng biết. Xin trân trọng cảm ơn.